Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm Với Tôi nha. Rồi, bữa nay mình sẽ quay máy chụp sale cho mấy bạn xem nha. Thấy cặp máy lộn các bạn. Đó, cái đèn nhẹo quá. Chú ruộng sợ lúng. Ruộng đang chỉ chỗ nào lúng để tránh nha các bạn, đẩy luôn à. Dẻo quá, dẻo ha. Dẻo. Này chụp xong rồi trang lại rồi xả luôn hay sao anh? Đó giờ dùng mình thường trồng giống gì anh? À, tùy theo vụ ha. À, ô em 18 ha. Yeah. À, đài thơm. Dạ. Yeah. Chuẩn bị xới đất để mấy năm trước đại thơm ở đây trồng đạt không anh? Dạ. Yeah. Tấn mấy? À, vậy cũng hình như năm chín rồi ai cũng trúng hết trơn anh ơi. Dạ. Yeah. Có giá luôn mà. Dạ. Yeah. À, cặp sắt đó là cái đường mương hả? Hèn chi. Dạ. Dạ. Mẹ mấy chục xe nó xới nó chạy mà dẻo dẻo. Chạy không nổi. Dạ. Này xới hơi vất vả các bạn ơi, hồi này nó lúng quá lúng rồi, chủ ruộng ra tiếp luôn rồi. Rồi chủ ruộng ra chạy luôn rồi. Gồng kìa, nhăn mày chứ đó.
chạy không nổi, chạy quá chậm. Đất này nó lúng dữ lắm, lúng các bạn. Mấy mùa trước thì chạy nó nhanh được chút, mùa này thôi rồi. Bánh lòng không các bạn, lăn ra rồi. Đó, nhìn mặt không rồi, bây giờ nhăn quá, nhăn luôn, gồng dữ lắm, gồng các bạn. Tới cặp cặp mấy cái giềng xong là thấy khỏe ha. À, qua khỏi đường nước đó là êm rồi. À, dạ. Kiểu nhẹo luôn các bạn ơi, các bạn. Ở bên kia có mấy chiếc nó đang làm việc bển luôn rồi. Xa quá xa. Thế tí nữa gần gần mình quay cho các bạn xem. Đang làm rồi, chút nữa nó chạy vô trong. À, mấy xe bánh xích 5 bông thì hai chiếc luôn. Nãy mình hỏi ra thì máy này máy nhà các bạn ơi, chứ không phải là máy mướn. Cái này nãy tưởng chủ ruộng à, cái này đúng là chủ đất luôn. Con cái ra làm, mấy anh kia thì mình tưởng tài xế nha. Ở nhà có ba người ra đây làm mà ai cũng biết chạy máy cày chứ. Cái này mình xới gì rồi mình có trang lại không hay là mình xả luôn anh? Trang lại ha. Dạ. Nãy dưới kia có chiếc máy cày 5018 nó chạy mà giống gì là mà nó cũng đều đất lắm rồi, ta xả luôn, ta không có trang lại. À. Dạ. Cua này mỗi lần chạy qua thấy vất vả quá. Cái đầu máy này lúc trước mua là đầu máy gì anh? Đây Lâm Phong các bạn. Đây máy thì mình cũng không biết nha.
Vậy hả? Ủa quá, không hay. Vậy là chắc mai mốt gì nó cũng xới vòng vòng đây chứ đâu đi đâu hả anh? Mai mốt chạy qua đây quay chiếc đó thấy đẹp quá. Nguyên cái khu này thấy vậy chứ máy nó chạy đâu nổi đâu, phải không? Đất dẻo dẻo dẻo. Nhanh ha. Nhanh chứ bộ, mới ngồi khoảng 15 phút là nó xong cái khu đó luôn á trời. Xong rồi đó, khỏe à. Mình chỉ còn như đây là xong hết hả? Dạ. Yeah. Mấy năm mấy làm giờ mình đâu có mướn người ta hả, mình tại nhà không hả? Ba chiếc chấm gì luôn đã à. Rồi sao không các bạn ơi, kết thúc bây video nha. Rồi, có bạn chạy. Dạ, vui nha. Rồi chạy cho dòng họ luôn, một vụ qua một đợt á, vụ mình chạy dàn công hả vậy anh? Hay là mình chạy giùm luôn cái dòng họ luôn á. À, đúng em. Rồi xong các bạn ơi. 200 công.